vẽ đồ chơi bé thích. Với đề tài này, người có thể phát triển được tính thẩm mỹ cho trẻ, vừa giúp trẻ có khả năng vẽ, tô màu, ngoài ra còn phát triển được tính thẩm mỹ, óc sáng tạo. Đầu tiên, phụ huynh sẽ chuẩn bị giấy trắng. Ngoài giấy trắng thì phụ huynh có thể chuẩn bị giấy lịch hoặc là các loại giấy khác có sẵn tại nhà. Bút màu sáp và viết chì. Ngoài sử dụng những nguyên vật liệu thì cô mời phụ huynh xem qua hai bức tranh mẫu của cô. Đây là bức tranh mẫu vẽ quả banh. Còn đây là bức tranh mẫu vẽ con lật đật. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn phụ huynh để dạy cho các cháu vẽ. Để vẽ được quả banh, đầu tiên cô sẽ sử dụng bút chì vẽ một vòng tròn khép kín từ trái qua phải. Cô đã vẽ được một vòng tròn và bây giờ cô sẽ chấm phía trên một chấm và chấm phía dưới một chấm. Tiếp tục, cô sẽ vẽ từ chấm phía trên một đường cong xuống chấm phía dưới. Tiếp tục, cô sẽ vẽ một đường cong ngược lại. Như vậy là cô đã hướng dẫn phụ huynh dạy cho các cháu vẽ được quả banh, và để quả banh này đẹp hơn thì phụ huynh sẽ hướng dẫn các cháu tô màu cho quả banh. Cô sử dụng màu hồng để tô màu, và khi tô thì phụ huynh nhắc các cháu tô màu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn quý phụ huynh để dạy trẻ vẽ con lật đật. Đầu tiên, phụ huynh cũng vẽ một vòng tròn khép kín. Và sau khi vẽ một vòng tròn xong, phụ huynh sẽ dạy các cháu vẽ tiếp một vòng tròn khép kín thứ hai nối với vòng tròn đầu tiên và bận hơn vòng tròn đầu tiên. Và để con lật đật có đầy đủ các bộ phận và nhìn đẹp hơn thì phụ huynh sẽ vẽ tay và hai vòng tròn khép kín nhỏ ở hai bên. Tiếp theo, phụ huynh sẽ vẽ mắt. Vẽ mũi. Cô sẽ vẽ 3 vòng tròn nhỏ ở dưới thân của con lật đật. Như vậy là cô vừa hướng dẫn phụ huynh để dạy trẻ vẽ xong con lật đật. Tiếp theo, để con lật đật đẹp hơn thì phụ huynh hướng dẫn trẻ tô màu cho con lật đật. Cô sẽ chọn màu xanh để tô màu phần đầu cho con lật đật. Phụ huynh dạy trẻ tô màu cầm bút bằng tay phải và tô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Có thể chọn nhiều màu sắc khác nhau thì theo ý thích của trẻ. Tương tự tô màu tiếp cho thân của con lật đật. Như vậy là cô vừa hướng dẫn phụ huynh để dạy trẻ vẽ trái banh và